Nguyễn Thị Lý, vị thủ lĩnh tài năng, xinh đẹp. Sinh năm 1993 với kinh nghiệm 3 năm kinh doanh mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương, Nguyễn Thị Lý từ một bà mẹ bỉm sữa có hai con nhỏ xíu và là một cô công nhân may với mức thu nhập bèo bọt 5 triệu đồng một tháng, đã trở thành một doanh nhân thành đạt, một thương gia vàng có tiếng của mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương. Trải qua nhiều năm nỗ lực làm việc, chị đã được vinh danh ở rất nhiều hạng mục. Top 1 liên tiếp hệ thống tổng phân phối Lã Thị Hường, Top 5 mạnh nhất hệ thống nhà phân phối Lưu Thị Hòa, Top 70 doanh nhân mạnh nhất mỹ phẩm Linh Hương, một trong những thủ lĩnh có tiếng lăn xả hết mình vì hệ thống. Và những gì cô đang sở hữu là niềm mơ ước của nhiều người. 26 tuổi cô sở hữu một xe ô tô trị giá gần 700 triệu, một xe SH trị giá 110 triệu, một xe Vespa trị giá 75 triệu, một kho hàng trị giá gần 3 tỷ đồng, một hệ thống phân phối với gần 300 chị em tham gia kinh doanh online. Tất cả những thứ có được đều nhờ mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương và gần 300 chị em cùng đồng hành trong suốt thời gian qua. Đó là những cô gái, những bà mẹ bỉm sữa tuyệt vời của Nguyễn Thị Lý. Nhìn lại năm 2019 của Nguyễn Thị Lý và mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương đã gặt hái được. Doanh nhân vàng 2018 trong sự kiện nhà phân phối Lưu Thị Hòa. Top 20 thủ lĩnh mạnh nhất hệ thống Lưu Thị Hòa được du lịch 5 ngày 4 đêm tại Thái Lan. Top 70 thành viên xuất sắc nhất mỹ phẩm Linh Hương và được một chuyến nghỉ dưỡng đẳng cấp 6 sao tại Nha Trang. Đặt chân đến 8 tỉnh thành trải dài từ Bắc vào Nam để gặp gỡ, xây dựng, phát triển hệ thống. Ngoài ra, còn góp mặt nhiều chương trình từ thiện vô cùng ý nghĩa. Mục tiêu từ giờ đến năm 2022 của cô là có được căn nhà 2,5 tỷ đồng, xây dựng hệ thống 3.000 chị em bỉm sữa, kinh doanh online thành công.